Chào mừng các quý anh chị đã quay trở lại với thông tin bất động sản Đông Anh Sóc Sơn. Em Hùng đang có mặt tại cổng chào thôn Đường Yên. Đây là đoạn đường Thụy Lâm, đoạn đầu kết nối với ngã ba Chợ Kim. Ngã ba Chợ Kim cách đây khoảng 200m. Đường này được đấu nối vào với đường Xuân Lộn. Từ ngã ba các anh chị rẽ trái, di chuyển khoảng 3 km thì tới trung tâm thị trấn Đông Anh. Rẽ bên tay phải thì hướng đi qua các thôn Đình Trung, thôn Đường Nhạn thuộc xã Xuân Lộ. Từ ngã ba Chợ Kim các anh chị di chuyển xuống đây khoảng 200m thì rẽ bên tay trái vào cổng chào thôn Đường Yên. Em có thông tin lô đất diện tích 120m2 thuộc thôn Đường Yên, xã Xuân Lộ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, gửi thông tin tới các quý anh chị. Sau đây thì mời các anh chị cùng theo em vào bên trong để tìm lô đất. Nhà văn hóa thôn Đường Yên đang được nâng cấp, xây dựng mới. Trên trục đường này có thể nói là trục đường chính cũng khá là to. Tuy nhiên thì cũng chưa có nhiều cửa hàng kinh doanh trên trục đường này. Tới đây là ngã tư, các anh chị rẽ bên tay trái. Tô tải tránh vị trí lô đất nằm ở gần biển làng. Ở gần biển làng thì các anh chị rẽ vào bên tay phải. Đường ở đây thì cũng được xem là đường ngõ cụt. Đây chính là thông tin lô đất em gửi tới các quý anh chị. Lô đất có diện tích 120m2, mặt tiền 7m, tiền hậu bằng nhau, chiều sâu là 17m. Đường trước đất thì khá là rộng. Ngay phía sau là sân chơi cộng đồng. Đường ở đây thì vẫn còn khá là thô sơ, chưa được trải nhựa, chưa được đổ bê tông. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà giá ở đây còn khá là hợp lý. Từ vị trí này thì các anh chị di chuyển ra bên ngoài khoảng 300m là có trường mầm non với quy mô rất là lớn và mới được xây dựng, còn khá là đẹp, cơ sở vật chất khá là tốt. Dạ đúng rồi ạ. Với đường ở đây rất là rộng và với diện tích 120m2 thì phù hợp để các anh chị sở hữu xây dựng một căn nhà thiết kế bán biệt thự hoặc có thể là một nhà xưởng nhỏ cũng rất phù hợp và rất gần với biển làng. Phía sau lô đất chính là cánh đồng, rất phù hợp để các anh chị làm một nhà kho, làm một nhà xưởng. Các anh chị có thể mua thêm vài sào đất ruộng, sau đó thì chuyển đổi mục đích là xây dựng nhà xưởng, xây dựng nhà kho. Phía trước có thể là một nhà xưởng nhỏ hoặc làm đường đi, mục đích để phù hợp hóa với việc xây dựng mở xưởng.
ở phía sau trên quỹ đất nông nghiệp. Các anh chị quan tâm tới bất động sản này, vui lòng liên hệ cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393. Ngoài thông tin bất động sản huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn, em Hùng còn cung cấp các dịch vụ về pháp lý bất động sản, dịch vụ đo đạc đất đai, chia tách sổ đỏ, cấp sổ đỏ lần đầu, hỗ trợ tài chính. Các anh chị quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp cho em Hùng hoặc bình luận ở bên dưới phần mô tả. Các anh chị nhớ like, share và đăng ký kênh để cập nhật các thông tin về bất động sản mới nhất. Video ngày hôm nay của em Hùng xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị ở những video tiếp theo.